hả? Ở Việt Nam loan ngữ nè. Nó loan gửi ha. Cái đó. Ở ngoài kia là mình nói gì không nhá? Cái đó hiểu biết rồi, bắt nồi cơm lên rồi đó. Sao không bắt nồi cơm điện ta? Nồi cơm điện thì ông cứ thấy cũng như là mẹ đó, cũng như cơm điện thì nó hay ba ăn, cũng như là ấy cái ba không chịu, như ba ăn này quen rồi nè, cái cơm kia cái ba ăn lỡ lỡ cái ba ăn không được. Ô thương mẹ dữ gì trời. Thì bởi vì mới bắt buộc mà nấu cải tạm như có cái này, nhưng mình nấu cả kho cá canh ghiêu được rồi, còn đó biết nấu cái nồi cơm để đó vậy đó. Sao mình không thêm chúng ta đây. Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay là một buổi chiều và Bùi Hồ đang lại một cái cửa hàng mua đèn năng lượng mặt trời á, để gắn vô cho anh Cường có một cái ánh sáng vào buổi tối. Vì dù sao á, về đêm á thì trời tối một mình anh thui thủi thì thấy cũng khá là tội nghiệp và sẽ muỗi nhiều hơn. Như vậy thì Bùi Hồ sẽ mua một cái đèn năng lượng mặt trời để cho anh Cường có thể sáng vào một buổi tối, cô bác quý anh chị. Và đây là cái đèn năng lượng mặt trời nè. Đâu? Đèn này 300W, 300 W. Dạ. 1 triệu 2 xuống còn 1 triệu 1 hả? Ừ. Bảo hành không? Bảo hành 2 năm. 2 năm luôn hả? Ừ, cũng đây. Đây là một cái đèn năng lượng mặt trời mà được một chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho Út Nhất, thì Út Nhất nói thôi em mua một cái đèn năng lượng mặt trời cho em của anh nó sáng đi. Này 1 triệu 2 nhưng mà ở đây thì Thanh sẽ bớt 100 ngàn còn lại 1 triệu 1. Đây 1 triệu 1 nè, Mạnh Thường Quân thì hỗ trợ 1 triệu Bùi Hồ cũng trả luôn 1 triệu 1 để cho nó đủ cái số tiền. Chiều hôm nay thì quay trở lại Út Nhất thì cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Hà ở thành phố Hồ Chí Minh đó, ở Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho Út Nhất 1 triệu đồng. Thì Út Nhất nói thôi mua cái đèn năng lượng mặt trời cho em của Út Nhất luôn đi. Dạ. Thì Bùi Hồ cũng đã có mua một cái đèn năng lượng mặt trời là 1 triệu mốt. Thì đã mua rồi, tí xíu nữa gáp. Ngày hôm nay thì cái khung cảnh khá là lạ, đó là Út Nhất sẽ nấu trên một cái bếp ga mới mua hồi sáng luôn. Út Nhất cảm thấy nấu như thế này quá khỏe, quá tiện cho biết rồi. Mai mốt đi làm lên cái bắt lên cái là nó mau rồi. Dạ. Hôm nay là Út Nhất ăn cơm với gì á? Nhà của mình á. Nhà nấu hành chua với kho miếng thịt gà. Cái gì á? Nấu hành chua cá sặc đồng, chị Sáu bắt em lên mới cho đó, mới kêu nấu là vô cho nó ăn miệng bữa thì thôi để ăn ba đó hoài nó ngán. Lấy lên cho tụi em xem cá sặc đâu. Ủa sao vẫn còn nấu bằng củi ngoài kia kìa. Củi đó là biết nấu nó nồi cơm máy. Cá sặc đồng ngon ha. Cá đó là nhất bạc ha. Bà chị với bà thả dớn á, cái bà đem lên bà cho bà kêu nấu ăn chua cho nó ăn bữa đi. Ngon ha. Thì là nồi cơm chua này tốn bao nhiêu tiền? Chủ cái nồi ăn chua này đâu có nhiêu tiền đâu, mua được có 3.000 ấy là rồi. 3.000 không phải mua 3.000 là cái gì? Rau. Không phải rau. Cái gì nè, chua chua nè. Me. Mua 3.000 mè chua là rồi. Em cái cây me nào nó leo cả. Vậy là rau ở nhà mình trồng hả anh? Rau cái cha ông ghim xuống bị trên đó. Nếu như mà mưa ướt củi phải cực không chứ hả? Mưa ướt củi thì nó phải cực rồi, mình chịu cực đốt cái vỏ xe lên cho nó mau, như vỏ xe thì trái nó nóng lâu, ủa trái mau á. 20 mấy năm mày nấu bếp ga chỗ nhà người ta nhiều, bây giờ ở nhà mình mới có được cái bếp ga. Chua hồi thì nó mẹ nó hù biết hồi nhà hù luôn. Hồi nhỏ ta lớn luôn á. Sao? Hồi nhỏ ta lớn lần đầu biết mới gặp cái bếp ga trong nhà có biết nè. Dạ hả? Hồi nhỏ ta lớn luôn á. Nào biết 49 còn gì nữa, gần 50 rồi. Là mới là nấu bếp ga lần đầu tiên nè. Trong nhà của mình. Cảm giác thì nó khác cái bếp củi như thế nào hả? Như cái này thì cũng biết thấy nó, nhưng nó biết đi làm lên á. Cái như mình thấy như cái này nấu nó tiện lợi hơn, nó mau nữa. Ngắn thời gian. Còn cái kia thì cũng biết mắc gị mọ nhúng lửa nấu này kia rồi mấy xong rồi nó hơi cực. Cái đó ở ngoài kia là mình nấu gì không chứ? Cái đó hiểu biết rồi, bắt nồi cơm lên rồi đó. Sao không bắt nồi cơm điện ta? Nồi cơm điện thì cũng cứ thấy cũng như là mẹ đó, cũng như cơm điện thì nó hay ba ăn, cũng như là ấy cái ba không chịu, như ba ăn này quen rồi nè, cái cơm kia cái ba ăn lỡ lỡ cái ba ăn không được. Ô thương mẹ dữ gì trời. Thì bởi vì mới bắt buộc nấu cải tạm như có cái này, nhưng mình nấu cả kho cá canh ghiêu được rồi, còn đó biết nấu cái nồi cơm để đó vậy đó.
sao mình không nói mẹ ơi bây giờ con nấu cơm điện mẹ ăn được không? Không, mà mấy lần rồi có cái một đứa nấu cái ba ăn lần cái hai ba nghỉ ăn. Ồ, hiếu thảo quá. Ờ. Ăn cơm củi tới giờ. Ờ, ăn cơm củi, thì đó Hiếu nói là mấy chục năm rồi, là cơm củi không à. Ờ, đâu ra ngoài kia đi, ra ngoài cái nồi cơm này. Tính ra thì Út Nhất chia sẻ thì cô bác anh chị mới thấy là Út Nhất cực kỳ hiếu thảo luôn ha. Ừ. Này là mấy lon? Này hả, Út biết nấu lon rưỡi nè. Nấu lon rưỡi ha. Ừ. Rồi, nấu cơm ngon quá ha, sắp sập. Đó. Có cơm cháy luôn không Út Nhất? Có, cơm cháy có. Ừ. Có lần nào mình nấu về khác không à? Không, cũng như Út Nhất nấu rồi sâu rồi, không chắc nước rồi, cái Út Nhất nước rút củi ra đó. Cái để lửa than vậy cái nó không có bị khét. Nấu ba mấy năm rồi khét gì nữa. Đúng, mấy chục năm rồi chứ ba mấy năm thì mà nó nói Út Nhất gì nè, lần đầu tiên mà nấu cơm điện thì mẹ nói sao? Bà nói sao mày nấu ba cái đó sao mà như mình lường nước nó hơi khó đó, cái nhão nhão giật nhạt nó không chịu ăn. Cái bà bỏ. Rồi cái quay lại tới là cái này cái ba ăn lại được. Ừ. Thú quá. Phải nói riêng về anh Đức, anh Dứt. À, em cũng là mười mấy năm rồi em mới gặp lại nồi cơm củi. Ờ đúng rồi, cái này cũng như là cái chỗ này của mình nhà ông Dứt nấu rồi, chứ còn nhiều là người ta nấu dạ. Điện ra hết trơn rồi. Ừ, ngon quá. Một phần á là vì thương mẹ của mình sợ ăn cơm không được. Ờ ba không được rồi, cái mất công người thấy thôi nấu này riêng cho ba ăn, còn đồ ăn mình làm lên đó nó tiện hơn. À. Nấu cơm củi này tốn thời gian bao lâu? Nào ngay cũng như mình nấu thì cũng lâu, như mình chế nước nó nhiều đó. Thì làm ngay chắc cũng cả 20-25 phút chín nồi cơm. Làm để lưu ghiêu đó. Chế nước nhiều cái nó sâu lên rồi cái mình ấy nữa cả 25 phút. Ờ không biết là cái số phận của Út Nhất hay sao á, chia sẻ với lại tất cả các cô chú anh chị như là khán giả kênh của các anh em á, là Út Nhất sáng trước khi đi làm là phải đổ bô cho mẹ. Ừ, đổ bô cho bả trước rồi cái xong xuôi rồi mấy đi mua đồ ăn cho thằng em. Mua đồ đã ăn cho anh Cường. Ờ, rồi cái xong rồi đàng hoàng cái 6 giờ cứ biết bằng đó người ta đi màn lên đó, cái mấy cái áo nó bị ướt đó. Mưa ướt rồi người ta không cho màn đi lên. Rồi đi lên cấp lên cưng điện đó. Chiều nay là không có làm hành lý do là mưa, cái người ta sợ nhổ cái nó bị tóc gốc cái chết hành người ta đó. Cái người ta không cho. Vậy chiều nay là đi không có tiền. Đi làm được 1 tiếng. Làm được 1 tiếng thì được cũng như là mình mơ cái mình bằng cái mình cốn vô mình tính cái tiếng đó. À, cũng như người ta thiếu nợ mình 1 tiếng rồi đó. Tại mình chưa có đủ buổi, cũng như mình còn 3 tiếng mình mới được 1 buổi. Nhưng 1 tiếng là được bao nhiêu anh Đốc? Một tiếng như vậy là nếu mà người ta nhiều thì tỷ người ta tốt người ta cho mình 20. Còn nếu mà người ta tính thẳng thì có mười mấy ngàn. Mười mấy ngàn mấy trăm. Ừ, đúng rồi. Tại vì 4 tiếng là có 70 ngàn. 70 ngàn à. Là làm hành hay là lật ớt gì nó cũng vậy hả? Hành với ớt nó cũng như nhau, bằng cỏ cũng vậy. Tại ở đây cũng như giá nó quy định là ở quê mình giá quy định là nó như vậy. Qua đây thì lúc trời mưa mới vừa dứt mưa xong nè, thì không biết là cái nhà của mình nó có dột dữ không? Nó dột bên chỗ má là nó ướt hết trơn đó. Đâu? Nè chỗ này nè nó ướt lúc hết trơn nè. Ờ. Nè nó ướt ở đây dài vô trong đó đó. Nó thụng xuống rồi cái nó nhiễu theo mấy cái đằng đinh nó, cái đó nó phóng nhiễu nhiễu ngay ổ điện luôn hả? Ngay đằng cái ổ điện nó nhiễu xuống rồi mấy cái chỗ đó nó phóng vô nữa. Ở chỗ ổ điện là rất nguy hiểm á anh. Ờ bởi vậy mà giờ mình có 2 cái đồng hồ tại vì bên kia cũng như nó quá nhà trong kia mấy thằng em nó quá xa đó, rồi cái lúc đó cái nó tạm nó để ngoài này. Đâu nó nhiễu hết vậy luôn hả? Ừ nè nó ướt vậy nè, nãy ông chiếu lên không nhất. À, nào biết lấy cái thau là hứng bớt là đỡ mà ờ dư hứng bớt một miếng rồi đó, tại để nhiều quá cái nó nó thâm nè, tại vì ông biết hứng đỡ đó chứ hầu để nó nhiều cái này cái nó mau một dáng là mưa rồi. Ừ. Cũng thương dữ. Ừ. Cái nhà này là có một chị Quynh ở Đài Loan, nó dự định là làm cái phần tôn lại cho Út Nhất. Tuy nhiên mà làm cái phần tôn này cái những cái cây đổ ngang á nó bị mục hết rồi. Một nè nó rượu gãy rồi nè. Là làm cái phần tôn là làm không có được đâu. Làm là làm phải nguyên cái nhà luôn á. Tháo ra được á. Không được. Cái khung gỗ, cái khung sắt cột này nó cũng mục hết à. Nè mấy cái này nó ấy yếu hết trơn rồi nè, mấy cái này nè, mấy mục. Không ai dám leo lên trên. Bảo đảm là một điều như vậy. Nó găng ấy trơn. Còn nhà cái nhà mà nó còn là một cái nhà thì
cột với kèo nó sẽ nương tựa với nhau mà nó có thể trụ được, nhưng mà gỡ ra là không còn gì hết. Còn gỡ ra là cứ như là hư cái trơn, hoặc là một ở trơn à. Đâu biết nhìn biết. Chuẩn bị đem cơm ra cho em chưa? Sửa sẵn, ở trước ấy là đem cơm ra cho nó. Đi qua đây đi, bớt cơm đem ra cho em sẵn là đạt. Qua đây là gắp cái đèn năng lượng luôn. Bây giờ cũng nhấc mới cơm ha. Mỗi lần mới là tốn cái hộp vậy á. Không biết bán gì nè, cho nó ăn hộp thì là tô cái nó chọi nó ra nó nóng rồi cái nó chọi vô mặt mình đỡ mình không kịp. Mỗi một block cái hộp đó là bao nhiêu tiền? Chứ mua bằng vậy là 45.000 một hộp, một cây vậy là 45.000. Là bao nhiêu hộp? Nhất cũng chưa có biết, không có đếm, tại vì cũng như mua mình là ấy đó, cái mình mua tới tới hoài vậy hết, cái mình mua tới tới hoài vậy đó. Ông Nhất có nghĩ bao giờ nghĩ rằng là mình đang trả nghiệp không, trả nợ không? Có, làm như giờ như Út Nhất trả nợ cho nó nè. Dạ hả? Ủa thịt gà ngon quá, mấy ngày nay có tiền làm thịt gà ngon ha. Cái này hơi gà lâm nghiệp nó rẻ. Nhiêu ký? Này nó bán 1 kg có 50. Út Nhất mua hả? Cái con nhỏ trở nó bán giờ cho Út Nhất cũng không có mắc nữa. Này mua 1 kg không Út Nhất? Này hả, Út Nhất mua 1 kg nè. Ký này được ăn được mấy ngày? Này cha với má với Cường là dưới ở nhà này kia là ăn như ngày là buổi ngày nay phải không? Ăn chiều nay rồi nguyên là bao lần? Vậy hả? Nguyên là bao lần mấy? Là ngày gửi. Là ngày gửi. Là 50.000. Là 50.000. Giang nước tương vô. Nó chịu nước tương gì nè. Có ăn ớt không? Có. Ai cái ớt gì cái Út Nhất bẻ ra cho nó một khúc gì nè. Giờ cho nó. Đó. Bán giống như bán cơm phần quá. Này để ăn hơn cơm phần. Rồi cái đầu cái muỗng để như vậy. Cái muỗng cũng mua muỗng mũ luôn ha. Muỗng mũ rồi xài, nó là xài muỗng mũ không đó. Cái đó là gì? Cái này là đựng canh chua riêng cho nó. Ôi trời ơi, có canh chua nữa. Đựng riêng ra cho nó đó, cho nó vô nó ăn. Không? Tính giống nhất là số 1 luôn chứ. Khó có người ăn nào mà được giống như vậy đó. Này là nó thiệt luôn ớn nhất. Không, đúng rồi, ai cũng nói nó biết công nhận vậy mà giờ chịu nổ cũng hay chứ, người ngoài gặp cái cảnh này là người ta cũng quậy lắm. Như người ta nói như có người mà như vậy là kiểu như là cực suốt đời luôn. Mình có lo mình cực suốt đời. Mình cực suốt đời luôn. Như ở ngoài người ta nói như cái cảnh của biết vậy là cực suốt đời luôn. Rồi còn lớp nào thêm ổng bả còn sống nữa là cũng như mình cực kỳ dài hoài. Nhưng mà thích cực thì là thích khỏe. Nhất thích cái cực thì cũng biết không có than, tại mình thấy như cái cảnh của mình như cho mình sống chung với cha mẹ người em nó bị vậy đó, mình nói thôi kệ đi, cũng gán chứ giờ mình ấy phiền gì, cũng cái số mình nó vậy rồi. Thấy ba mẹ cực nhưng mà ba mẹ còn ở bên mình thấy nó vui đúng không? Nó cũng vui, cũng đỡ, như đi mang lên đi gặp ổng bà cũng đỡ. Có bao giờ bị ba mẹ mình không? Không có cự, như ở nhà thì cũng như nhà mẹ con hu hút vậy đó thì nước nâu này kia cho ba uống này kia, mẹ con nằm nói chuyện giỡn qua là nói chuyện qua là gì thôi. Có gà con gà, có cháu con cháu. Tại vì sống cuộc sống vậy quen, mình cũng không có đòi hỏi, mình đòi hỏi cũng không được. Cái này là hỏi thiệt nè, có bao giờ muốn mình uống mình lập gia đình không uống nhất? Không, không biết như cái cảnh có biết lập gia đình không được. Sao vậy? Tại như mình thấy như em của mình chứ phải mà như nó hết bệnh này kia thì mình còn ấy, con này mình thấy cái cảnh của nó vậy rồi, như cái tỷ cũng biết đi xa thì ở nhà ai chăm sóc nó, bỏ này tất nhiên nó phải chết thôi chứ. Ủa? Giờ anh em đây có ai đâu dám vô mà gần gũi nó đâu, người ta cũng sợ nó, rồi ít anh em ít có ai vô nó, bởi vì cũng biết mấy giờ đi đâu cũng không được, như đi màn lên thì mệt đó, thì nằm võng gì đó, rồi sao quằn tới giờ cái nó cơm mày đem vô cho nó, về hồi này mới ăn cơm tắm rửa cũng nằm nghỉ ngơi, rồi sáng đi lao động tiếp nữa. Tại sao em của mình như vậy đó, mình thôi đem cơm với thịt gà được rồi, đem chi thêm cho canh chua nữa cho lâu vui. Tại mình thấy cũng như cậy thịt gà không, nó ăn khô khan tội nghiệp nữa, nhiều lâu lâu cái mình đá này kia ra cho nó ăn chứ mình thấy như nó ăn khô khan cũng nghiệp nữa. Người chơi người bình thường ta lười, ta đâu múc canh chua cho em mình ăn, sợ nó đổ tháo rồi dân này kia. Mà mình thấy cũng như là đồ khô và mình thấy cho nó ăn cũng tội. Rồi mình có khi cũng biết nấu canh, có khi canh chua này kia mình bưng vô cho nó ăn, chiều mình rảnh lên rảnh mình làm cho nó ăn.
chứ còn giấc sáng thì cha không làm lên thì Út biết bắt em vô gọn khô. Thường thì cái sở thích của anh Cường là ăn món gì hả anh? Nó thì cũng như từ giờ cũng như nó cái bệnh nó vậy rồi mình đem vô gì nó dùng đấy chứ nó không có đòi hỏi. Mà thì như nó thèm cái gì thì nó cũng nói. Nó kêu mình mua hủ qua hoặc là kia xào ăn. Như cà luộc hoài cái nó cũng ngán nữa. Như bữa nó ra Út mua lặng ký đó, bữa nó thèm đó. Cái mua ký cái luộc cái ăn tới giờ hết cái nó thèm lại cái khác ấy, mình mua cho nó kệ cũng như mấy cái này không có nhiều tiền thôi. Mà thương em mình là trên hết. Mình nghĩ như mình xích nó lại đó, mình thấy cũng tội rồi. Chứ nhốt nó kiểu đó đó mình thấy thôi kệ. Dạ này. Đến giờ thì thấy cuộc sống của anh Dứt nghe kể qua thì rất là cực luôn á. Không, giờ cực dữ lắm. Gia, vì mẹ. Ừ. Cái cảnh cực dữ dằn lắm mà kệ, mình thấy như thôi kệ đi. Vậy thời gian nào rảnh ra thì anh phải đi nhổ hành mướn đồ gì này để kiếm tiền. Dứt nhổ hành là Dứt nhổ ban đêm. Rồi. Cũng như là Dứt đi làm 5 giờ biết lên phải không? Nghỉ được 1 tiếng thì 6 giờ gửi có biết là đi nhổ anh em ta lại rước mình đi nhổ như chỗ này chỗ kia vậy đó cái mình đi nhổ tới 9 giờ mình về nhà 9 giờ tối 1 tiếng 25 ngàn có nghĩa là làm cỏ hành hay là hái ớt thì ban ngày là tối mà có thời gian rảnh thì có thời gian thì cũng như tán cử mà cũng như người ta trồng mà hành người ta thu hoạch đó cái người ta có số điện thoại mình có điện nói biết bữa nay tấu như là 6 giờ rưỡi đi lại chỗ đó nhổ với anh em ta đó. Rồi cái mình không có xe thì người ta rước mình cái đi lại tới nhổ tới 9 giờ cái đầu anh em chở về đây rồi vô tắm rửa ngủ rồi sáng cái đi bẻ ớt hoặc là mằn cỏ nên cái gì đó. Làm gì làm sao nổi không biết thì cũng phải gán cỡ nào cũng phải làm kêu là phải làm kêu là làm không biết kêu thế tỷ như là bây giờ biết đang nói chuyện với anh em đây đi người ta điện lại nói biết tấu đi nhổ hành hiểu biết hứa rồi nó 6 giờ hoặc là 7 giờ biết đi cái việc nhổ hành nó có thường xuyên không anh? Cũng như là tới cái đợt mà như giờ cái này là cái đang trồng thì cái đợt cưng đi xuống đó là cái dạt nó làm cái đang trồng mà mấy công đó là như tới tháng 12 ngày là thu hoạch là mình ra đó mình nhổ thương quá ha. Ừ. Làm cày ngày cày thêm luôn vậy cái thấy vậy sống thấy nó mới đủ chứ thơ thơ nào hay cũng hột cày vậy đi người ta bằng được thì mình cũng bằng được không có phân biệt phân bua vậy người ta bằng được thì mình cũng bằng được nhưng mấy người ta cũng sùng sùng người ta cũng đi màng người ta cũng nhổ cài cài đó. Mình cũng đi theo người ta đang nói chuyện với Út Nhất như thế này thì Đạt Đồng Tháp ở ngoài sau lưng cũng đã làm xong cái đèn năng lượng chứ Đạt ơi cô khó lắm không lần đầu á cũng mò mò ghét luôn cũng phải lâu nhưng mà cũng được đúng không đây có một đồng thì anh cũng gần lắm nếu như mà thợ đạt được thì một đồng vô thôi bây giờ chắc có lẽ là đem cơm ra ngoài kia ha mấy giờ đem cơm nó thường thường là nào ngay cũng như 5 giờ vô nó ở Nước Quốc năm chỗ ông Cường với chú không đã gắn nhà tôi khoảng hơn 10 phút thì Đạt Đồng Tháp cũng đã gắn ở ngoài với gắn ở trong cho đạp cái gì mặt trời. Mà nội hỏi ác cái đèn này thì bảo hành 2 năm hơn cô bác anh chị 300W cái đèn này thì cũng ánh sáng cũng rất là sáng tại vì khi mà ánh sáng có nhiều á thì mũi nó sẽ ít lại đúng không anh một đồng đối với anh Út Nhất tối khi mà màn đêm buông xuống á thì mình ngủ á thì chắc có lẽ là lúc đó là sẽ là khó chịu nhất nên có một cái đèn năng lượng mặt trời như thế này thì đối với anh Cường á thì không biết như thế nào nhưng mà Út Nhất thì cũng rất là vui không nhất vui cưng dạ hồi đó giờ có nghĩ là có đèn năng lượng mặt trời này không không dễ gì dạ Nhất nghĩ là dễ thì nó mà có nó không như Nhất nghĩ là nó ở vậy nó ở trong đó vậy là luôn rồi đó nhưng mà có thấy cái thấy nó dễ chịu ha nhưng mà mình là bây giờ để bấm được cái không trước tiên mình dỡ lên mình test cái đèn là nó có sáng không có sạc không sao biết nó sạc hay không nó sẽ chơi cũng đèn này cháy nó sáng cái này lên là vấn đề nó sẽ cháy sáng cái nào đâu sáng cái mặt này thì nó sáng cái mặt hướng mặt trời thì đèn nó sẽ sáng mà nó đang vô pin đúng không nó đang sạc mình có thể dùng đầu mắt bấm lên là đèn này cháy sáng lên luôn đầu mắt lấy đầu mắt bấm luôn đi anh đầu mắt đâu đằng sau đầu mắt đâu đằng sau cái này là nó đang sạc pin đúng không khi mà đầy thì sao ta em chưa biết đèn này này đầu mắt nào đầu mắt như mà anh dịnh giùm em cái anh chứ dịnh vậy đó đừng có lật nào được rồi
em gắn pin chưa. Cái đèn này là bảo hành 2 năm luôn á. 300W thì cái công suất nó cũng khá là cao. Chiếu được nguyên đêm không Đạt? Thì theo thời gian mình chỉnh. Mình có thể chỉnh nguyên đêm này. Nguyên đêm luôn hả? Nguyên đêm sáng đêm. Không có anh, bây giờ nó có cái chế độ là 3 tiếng 6 tiếng. Không, sáng đêm không à, không có 3 tiếng 6 tiếng. Cái đó là mình chỉ cài đúng cái 3 tiếng đồng hồ sau mình bấm tắt cái rồi 3 tiếng đồng hồ sau nó tự cháy thôi. Dạ thì mình cài. Thì nó cháy sáng đêm. Đúng rồi. Cháy lúc nào cũng sáng đêm hết á. Ô trời ơi. Ô à, cái đèn nó sáng rồi. Đó, cái đèn gọi đây chứ bóp luôn rồi. Ô tuyệt vời, tuyệt vời. Vậy là quá im nó. Quá im ha. Ừ, này là quá im nó. Cái đầu ngày này là sẵn. Im không uống nhất. Im này im dữ dằn vậy nó ngủ lên lên thơ khỏe nó. Vừa mới giáp gì đó. Bác ổng là im không ông cậu? Em không? Ông biết, ông dễ gì ông nghe. Có biết cho mua này hay à? Dạ. Cho ông Đạt biết mua này hay à? Sớm em nói với Đạt tôi mua cho anh cái đèn thì thấy cũng nghiệp quá. Mà anh thấy thì như thế nào, hợp lý không? Hợp lý mà mình thấy cũng như cái hỏi nó có mũi chung vô không, nói không. À, lâu ngày mình ấy cái đó gầu nó cũng đỡ. Thì thông tin với lại út nhất thì cái số tiền này là được trích từ được chị Thu Hà ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh gửi cho ông nhất là 1 triệu đồng. Ừ. Thì mua đèn này là 1 triệu mốt thì cũng đã gửi xong hết rồi. Ừ. Thì ông nhất có muốn chị Thu Hà nói với lại ông nhất là cho chị gửi lời thăm ông nhất là chị thương ông nhất nhiều lắm, thì anh có muốn nói lời nào với chị? Với cũng thương chị Thu Hà rất là nhiều, chị cũng nói không tụ nghiệp. Chị Thu Hà đã mang ánh sáng lại cho anh Cường. Chị Thu Hà mang ánh sáng lại cho anh Cường. Chị Quanh cũng như tất cả các mạnh thường quân đã mang ngọn lửa lại cho nhà anh. Hy vọng là những cái ánh sáng, những cái ngọn lửa này là thời gian sắp tới á, thì gia đình của anh sẽ có những cái tương lai, những cái chuyển biến tốt đẹp hơn. Và nhất là cái ngôi nhà cho ông cụ và cụ thấy mưa tội quá. Cái này là gắn chơi nhỏ cháu không đâu rồi. Dạ. Hay là thích gắn cho ông cụ? Đi qua tao không rồi. Ông cụ thích gắn không? Thôi sợ xài điện có cái này. Dạ. Vui không? Đầu nhất không? Vui ra, thấy cái này nghĩa hồn đào giờ ra con gặp. Bác thì cho con hỏi là sau khi cái đèn năng lượng đó thì trước đó là cái đích ra mới đó bác. Trời ơi, dịnh không để nằm á. Cái đích ra mới thì như thế nào các bác? Cũng là vui. Bởi vì già là nâu cơm củi. Được không anh? Đi đường ở trên xình lắm. Đây thì canh chua nè. Anh thấy hạnh chửi á. Cơm thịt trong này nè. Cầu củ chồng quá. Nè thuốc nè. Thuốc nè. Nhật anh nốt dữ trời. Cơm. Hả? Hả ông biết cho nó cũng như là ngày sáng 5 điếu chiều 5 điếu à. Không cho hút nhiều đâu. Rồi anh tính gáp ở đâu? Đúng rồi, cái bên đó chồng qua. Cái cột bên đó chồng qua đây. Màn ánh sáng đến cho anh. Ơi, anh Cường. Cái nồi nó dối ra bởi không? Gần quá, nồi nó leo lên đây nó nãy. Cái đó mà mấy người lắp cái đó đưa lên đó như vậy là nó hứng được ánh nắng không anh Lộc Đồng? Đợi đó gần rồi là nó nãy không? Đứng cái con này được không? Chồm tay ra hả? Nó chồm tay được. Ai quên nữa, để cho anh Út nhất nói là để đó anh chồm cái tay anh bẻ. Bẻ được đó. Ừ.
cái độ sáng này là đúng rồi đó, như vậy là nó sáng xa đó, y gan gì đó, đúng rồi đó. Bắt thẳng cho đây, bắt thẳng đi theo cái cột thôi. Rồi, thôi, như vậy là đóng lên không được luôn là hả? Đóng, đóng cái này quẹo vô em. Không, bắt xéo qua bên đây đi anh, bắt ngang qua. Ngang nữa, nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đó vậy. Không miếng ánh sáng được. Không miếng ánh sáng này nó đâu có sạc được em. Dạ hả? Ờ. Bây giờ khó. Bây giờ bắt bắt đó được không? Ở nào? Bắt bên đây để anh dòm cho anh bẻ gật bẫy luôn á. Bẫy. Thật ra là cái này là không có gì khó hết á. Cái bông đèn mình cứ để đây. Bây giờ kiếm đồ mình gỡ cái này ra, đưa này lên nóc nhà có con dây nè. Đưa lên nóc nhà mình đóng thì nó sẽ hứng và nó sạc vô. Để trên nóc nhà luôn. Để cái này trên nóc. Để gờ luôn. Còn cái bóng đèn này thì mình sẽ bắt ở dưới này. Anh chồm tay của anh bẻ. Anh ló cái tay của anh bẻ. Bắt sát vô đây mà. Ờ, phải rồi, có sát vậy. Tới. 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 Em anh để đi chỗ này đi, chút đóng nó lên. Đây nè, cái chỗ này chứ thấy là nó chắc ăn im nè. Chỗ này cũng phải giờ giờ cái này lên trên nóc nhà nữa. Ờ, giờ vẫn sáng được. Cái này đèn anh bắt pin nữa rồi nó sáng dữ không? Gọi thẳng ra đây nè, anh cứ để thẳng ra ngoài chỗ rồi vậy đi. Nó vẫn này bấm nút là nút nào, bấm nút nào. Ốp ốp giờ anh thì mở cái giờ tắt, cái này mở, cái này tắt. Cái này mở này phải không? Bấm nữa nó sáng sao? Gọi đèn nó sáng lắm, sáng có thể quạt tới tại luôn. Ờ, cái này sáng dữ lắm rồi nè. Ừ. Thấy sáng. Để cho nó thẳng ra đường vậy đi. À Úc Úc cầm cái nhà giùm đặng lên đóng nhà nào. Có ảnh có động tình gì không? Nó vẫn sáng ra ngoài đường, nó sáng qua bên ảnh luôn. Nhưng mà nó không xả. Cắt lấy cái kéo là cắt cái này. Cắt miếng con. Mất lên nữa. Nó không xả. Úc Nhất thì dậy cái robot nó đây anh vô nhà anh lấy cây kéo đi. Cây kéo hả? Ờ cho Đạt với một đồng. Bây giờ đóng vô đây cắt miếng con sao Đạt? Cúp qua cái đóng bên đây. Bây giờ mình để xuống dưới mình cúp cúp ở dưới trước chứ. Dưới khó cúp. Không, đã xuống một chút. Không cần lên quá nó bái cái đó. Ờ à, đúng rồi. Ờ à, xuống đó như vậy là im rồi đó. Hả? Nó nói lần tí xíu cái miếng pin năng lượng mặt trời đó. Anh cho nó ngang ngang cái máy đi. Ờ anh xử lý được mà. Phải phải chịu nghe Đạt, chịu nghe. Đây. 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 Làm đèn cho anh sáng nè. Đó người ta làm đèn cho sáng. Chửi nữa. Ôi anh. Ôi kìa. Tao chứ phải nào luôn được chứ. Anh em không mà anh. Quá thôi. Ê anh chọi đồ. Để ra đằng ăn. Quá đi à. Dục rồi, dục rồi không què vô ăn. Đủ quá. Ừ, không không ở đây đi không cái đó nó sẽ thấy không nó giữ gần thấy không bụi không nó giữ gần thấy nó giữ gần không đây ông biết ấy cái cây ra coi giữ quá không nhất hả không giữ quá ờ nói chung là đứng gần ảnh sợ quá ừ anh dục cơm người cơm to anh ăn dục cơm mà nhịn đói cái cây cột nó cứng không Đạt thôi anh em không à anh mày đi ghê cho cái đừng nói ổng nữa nói ổng la nữa ừ đừng có nói đó. Nó làm tới à đừng có nói nó rồi bắt cái miếng pin đó cho vô ngóc cho dặn ngóc cho chắc luôn đi Đạt ơi ờ ăn cây nó chưa chắc ăn ồ im rồi đó cứ ngắt rồi đó thấy không thì anh đang mới đóng xong là có kênh vô lấy năng lượng được chưa hết không
bật đèn lên đây. Bật đèn lên đi. Chỉnh giùm luôn cho ống cả cũng như cả cái đáo gà là bật sáng giờ đi anh. Không, mình bấm nút đỏ auto một cái một. Auto đi có nghĩa là khi mà tối là nó tự sáng đúng không? Tối là tự sáng vậy đi. Vậy đi. Sáng rồi ban ngày nó tự tắt. Vậy đi cho nó dễ. Nó để vậy đi cho nó dễ. Tí xíu anh chỉ nóng chức á. Rồi chỉ rồi lúc nào nó không khỏi cần bấm nữa. Biết rồi đâu có bấm mà nghĩ bấm mà. Anh làm sẵn rồi. Lóc cái đèn này cũng mau ghê ha. Xong rồi đó. Nhanh gọn lẹ. Rồi xuống đây đạt lên. Mấy cái thiết này bỏ không anh? Thôi để là có ánh sáng rồi đó nha anh Cường. Anh Cường ơi. Ok, em xuống. Cường xuống đó đây. Em dân lên đây mà. Dân đó là chi cho họ mưa không tạt không nhất. Cái này mưa cái nó nắng cái nó cũng là, mưa nó cũng không có dậu vô nhiều. Có cái đèn nhìn đẹp ghê anh một lòng. Và cái khu vực này nó sẽ sáng lại, nó không có còn cái sự lúc lẻ như lúc ban đầu nữa. Ăn cơm lên cậu ơi. Được nhưng mà anh chửi lắm, em sợ. Một sợ, nói chung là bây giờ anh hiền dữ lắm rồi đó. Hiền Út Nhất đáng khen là có cái là anh Cường anh làm gì làm, nhưng mà Út Nhất làm hết cái công việc của mình thôi à, không nhất. Nó làm thì làm kệ nó, công việc mình thì mình làm cho nó. Nhưng mà có lúc tỉnh anh nói anh nghe không Út Nhất? Nghe không nghe. Anh khuyên ảnh thử coi coi. Thú dí luôn á anh một cọc. Sợ lắm. Sợ không sợ? Anh làm gì mà ai không sợ? Lúc trước lưới cước đó mua nhiều không? Này ông biết mua ha, một 180 ngàn. Hết luôn hả? Hết luôn, có 180 ngàn. Ta mai khung cho mình luôn. Ta mai sang cái bà chị đó, bà ấy đó rồi. Cái bây mai. Giờ mai mốt là chỉ cần dẹt cái màn đó ra rồi để cơm vô thôi. Cũng như mình đi sáng đó, mình đi làm cái mình vậy vẫn còn không. Nhưng mà bây giờ anh đỡ hơn hồi đó là khoảng 7 lần. Không, đỡ nhiều lắm rồi, biết. Vậy hả? Đỡ nhiều lắm thật. Ngủ ngon lắm. Ngủ ngon lắm hả? Như ban đêm thấy cũng như là nó không có như ngày xưa nữa. Cũng mừng cả. Cũng mừng cho nó vậy là giàu đó, vậy là nó cuộc sống nó thì đó còn nhiều đây là rồi vậy đó. Vậy là cũng vui lắm rồi. Vui lắm rồi. Thôi thì chắc có lẽ là mấy anh em mình sẽ vô nhà gửi cho bà cụ ông bà cụ ít quà nữa. Làm gì à? Làm nước cho mẹ nữa. Dạ. Ăn cơm nữa anh tốt. Ở sao mang khẩu trang lại? Đúng hả? Đeo khẩu trang, nhà nước kêu đeo vô. Nhà nước kêu đeo vô hả? Đeo khẩu trang sao không con? Hả? Đeo khẩu trang sao không con? Cởi tháo ở đây ăn cơm đi. Nhà nước kêu đeo vô. Cũng bị gì? Ông bật đèn lên cho sáng không? Có cái đèn nhỏ xíu vậy hả? Có cái đèn đó là sai rồi. Chắc mai mốt mà mua thêm cái đèn năng lượng để soi sáng đó. Còn mình á, lỗi vậy hoài, em ăn cơm. Lên rồi cái đem cơm trong tường, cái tới luôn, cái thấy 11 giờ quay ra ăn cơm rồi rửa chén rửa bát nằm chút xíu rồi thấy lay quay 1 giờ cái đi nữa. Cho em hỏi thiệt nha. Theo như một ngày anh nghĩ lưng được khoảng mấy giờ đồng hồ? Một ngày chứ tôi nghĩ lưng cái tận tiếng tiếng máy.
Nhưng mình nằm nghỉ chút xíu tới giờ mình đi. Thì ông dứt kênh chưa? Ông dứt là hả chưa? Dạ hả? Thời gian này với ông bả cái này gì anh rồi nó khỏe. Cái nhà thấy chiều thấy nó quạnh hiu thiệt chứ thấy gầu thiệt. Đấy mệt mỏi. Bà cụ có nhức mỏi gì không? Không, như bà này nọ, bà như bà lặng có cái bà lặng có mà bà không có biết gì chứ. Dạ hả? Bà ra đây ngồi đi cho sáng lắm chứ. Anh này là anh Tú, cũng giống giống anh Cường vậy à. Nói chung là thấy cái cảnh này không biết nói sao, chỉ biết nói là thương đúng nhất nhiều hơn. Càng sâu thì lại thấy càng thương nhiều hơn, một mình mới bươn chải gánh đủ tất cả mọi thứ. Thì mẹ có nhất thì có nhất mỏi chứ không? Bà không có nhất mỏi, con gái cũng như thì bà lặng con gái gì bà nằm cho co vậy hoài đó. Còn cụ. Còn cha thì đâu ai cũng như là ổng, con cái cũng như là ổng nhất mình cũng ho vậy. Cũng ổng nhất mình mà được cái ổng nó cũng như lâu lâu cũng như ổng lấy cái xuống cái chị Sáu với ổng lấy đồng xu đó. Trong từ chị Sáu nạo. Ổng mới nạo gì cái giãn găng cái hết. Trong ngôi nhà này á là có bốn người thôi. Thì hai người thì bà cụ thì lẫn. Còn Tú thì lại nó khờ. Khờ. Nó không cũng không có biết. Không biết gì hết. Nó không biết gì hết. Hèn hơn thôi. Hèn hơn. Một bên là thánh, một bên là chửi, một bên là im lặng. Vậy đó. Anh Út cho em hỏi là nhà mình là có bảo hiểm y tế hết không anh? Không. Nhà mình ở đây có mình cha với má. Nhà nước mà cấp á. Nhà cha với má nhà nước cấp tuổi già cho lỡ ổng bà có bệnh cái nhà nước lại chở đi. Thọ mà. Thọ. Dạ. Ngày hôm nay thì các anh em đến đây cũng có một cái ánh sáng cho anh Cường rồi. Cũng rất, rất là mừng. Gần như là trọn nguyện cho anh Cường. Nhưng mà nỗi lo cho gia đình đó với Út Nhất thì nó vẫn còn đó. Nhà thì vẫn còn sập sệ, vẫn còn mưa tạt rồi lo em Út này đủ kia mọi thứ á. Nói chung là thời gian sắp tới cũng còn khó, khá là nhiều khó khăn. Cũng mong là mọi người sẽ chung tay với nhau cho Út Nhất vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Mùa này thì mưa gió lại là không được. Buổi chiều như thế này tự nhiên cái tính đi làm để quay một cảnh Út Nhất ngẫu hành cho cô bác quý chị xem. Mưa cái phải ngưng lại làm có 1 tiếng đồng hồ được không? Không biết cấp đường điện là Út Nhất đang đi lên. Người ta không cho màn sợ hư á. Sợ hư hành người ta không cho. Nhắc tới lần không nữa rồi. Thấy mình cũng buồn. Không phải ố như mình nhổ cái nó bệnh cái góc nó lên đó. Cái nó hư hành ta không chơi, ta không chịu. Có nghĩa là nhổ tay ở trong cái góc hành. Cái góc của mình nhổ tay, mình nhổ cái như ra ngoài góc kia tổng mình nhổ cái sạch lần nữa như cái hành ta lớn nó nhổ cho nó sạch. Bởi anh ta mới mướn mình mặn cho nó sạch đó. Cái này cũng tháng 7 rồi, mưa cũng nhiều rồi tháng 7. Mà là ổ kiến tính mấy bà đó bà điện nó kêu là mau đi nấu cơm đem theo màn quỷ đứng. Mày làm quỷ đứng luôn. Bà nói 2 giờ về rồi sáng á mình mua cho nó cũng như là 2 hộp cơm đi, nhưng hộp nó ăn sáng còn hộp thì trưa nó đói cái nó ăn à, thả đói là lặt ra nó ăn à, là không biết nó đi mặn tới 2 giờ lên rồi bắt đầu mình đem cơm được cho nó. Anh đó là cái đường đó. Mình có nhờ mấy người chị đem ra giùm được chị mà Út không có nhà chị nữa. Bà cũng đi mặn nữa, bà cũng chị Sáu với 2 vợ chồng với mấy đứa con cũng đi mặn mướn nữa. Rồi ở đây mấy bạn đây vòng vòng cũng như là đi lao động không à. Với lại một phần chắc chỉ có Út Nhất tiếp xúc với anh Cường mới chịu thôi. Cái mấy người kia lợi, cái mấy kia nó làm được cách người ta cũng chán, người ta cũng không có vô nữa. Cái chữ báo nói này kia sầm sầm, người ta có là biến, người ta buồn, gặp người tự ái, nó cũng không vô. Như Út Nhất thì lâu ngay cũng nhìn lậu, tới lậu luôn vậy, nó quen rồi vô cái không như ai chứ nó không dám nói lần này. Nó sợ, nó không dám khơ khơ. Đó, mình nuôi nó hàng ngày nó biết rồi. Nhưng mình gần gũi nó hoài rồi mình vô hoài cái nó biết. Và mấy bà chị ra anh Cường cũng chữ. Có bà chị Sáu nội lên thì vừa giờ hên xui. Đó. Thì cái tánh của nó là giờ nhìn mình cũng biết rồi đó. Dạ. Có nó một không? Số bình luận như vậy nè anh. Thì hàng ngày á thì mỗi khi anh đem cơm ra vào với một ly nước đúng không? Thì một ngày thì chỉ có 2 cử nước thôi. Thì có một số bình luận nói anh nên đem bình nước lọc với cái ca đem như đó để cho anh uống hàng ngày hả anh? Mà nó đạp bởi. Trời. Nó đạp bởi. Ca mũ á anh? Không, mũ đọc bởi. Cái ca mũ cũng đạp luôn. Cái nè, cái xô này là hắn làm, nói trắng ra hắn là đều Út Nhất quên, nhưng nãy quên quay Út Nhất quên chỉ. 5-6 cái xô như vậy đã nằm ở dưới nước á. Trời.
nó đập bể rồi, cái cũng như nó đập nước ra bể hết trơn đó, là biết bao nhiêu nào xô nào nói là người ta cho đó nghe, cháu biết không có mua đó. Ly mũ thôi là nó ăn là nó dột lại, thế tỷ như nó còn mày ba cái tô này khi nó trọi ra mình đỡ không kịp là mình tét đầu. Vậy thì mình để bình nước lọc với lại ly mũ không được luôn, bình nước lọc vô cổng đâu đã vô độc hả, đã không có uống, nó đập còn mau nữa. Đã biết nuôi rồi, biết nó quá gành nó rồi. Bây giờ cái đã hiểu nó, dám đưa muỗng sắt, cái muỗng sắt á đưa vô khao thì nó ăn, thấy tự nhiên lỡ nó có giấu ở đâu liền kia, lỡ mình mới vừa đem vô nó cấy rồi chết queo luôn. Cái hộp quẹt là để tổng cho anh Cường luôn hả? Cái hộp quẹt á là ông biết là để cái hộp quẹt cho nó, là biết sao không, nó khôn lắm, cái hộp quẹt nó không dám là làm hư. Người ta sợ đốt cái mùng lưới á. Thì biết là mình ta sợ đốt con lứ, mà điều con gái cũng như là nó ngay biết xăm chứ có nói với nó. Tôi nói mày mà đốt rồi phải không, đây lên khỏi hút luôn là cho mày cay luôn. Còn nếu mà mày còn để gì mà tao dòm ngó mày mà thấy mày đốt rồi phải không, đây lên là một điếu mày cũng không có luôn. Bởi vì nên 5-6 ngày nay rồi cái vứt vô, như giấc sáng mình đem cơm vô đó mình kiểm soát đó, không có chăm, không có đốt. Chứ nói một điếu mà cũng không có luôn. Khi nào ông dứt cắt thuốc không đưa thuốc cho anh Cường hút thử rồi cái chào phản ứng của anh sao không? Thì nào cái miếng mình đưa nó là như cái này nó vô phải không, mình đưa 5 điếu. Đầy sáng cái nó hút hết rồi, cái đầu sáng mình đem cơm vô cũng đưa 5 điếu nữa. Cái chiều cái mình vô cũng đem nó 5 điếu nữa, mình lẫn đưa nhiều nó bóp nó bẻ hết hơn à. Tao biết nó quá gành rồi. Có lần nào anh quên đem thuốc không? Không, tại vì không, đó là chủ yếu là nhất nhớ đặt sẵn hết trơn. Cái gì là mình biết rồi, là hàng ngày của mình của nó, rồi cái nhiệm vụ của nó có nhiều là mình biết rồi. Đó. Tính ra phần cơm của anh Cường ngày thuốc nửa ngày nó cũng cả 50 ngàn à. Không tới. Không, cơm nhà mà. Cơm nhà, còn như giấc sáng nó ăn là có 15 ngàn à. Ngày chỉ tốt 15 còn mọi chuyện luôn. Đó. Như nó ăn ngay giấc sáng buổi giờ, nhưng cho nó ăn sáng có 15 ngàn à. Rồi cái trưa cái ống nhất 10 giờ ống nhất làm lên cái mình đem cơm cho nó ăn rồi. Nói chung là bởi thời gian nó tốn cũng nhẹ, nó cũng đỡ, chứ phải nó mình cho nó ăn ấy rồi tiền đó mình tải với nó nổi. Thì nào em nó sống ngoài đó thì nó ăn uống vậy là nó gắt là tốt rồi. Như thế này nè ống nhất, những cái số tiền mà Mạnh Đường Quân á mà gửi cho ống nhất á, hay là gửi cho Bùi Hồ cũng như là các anh em á, thì ống nhất cứ giữ lại. Không, ông biết khôn lắm, đừng lo. Giữ lại để mai mốt mà có tiền nhiều quá mình sửa nhà cho ba mẹ. Đúng rồi, chứ không có ngu đâu, đừng có sợ. Không ngu. Tại vì biết cái cảnh của biết rồi. Có khi đây bước lên là cũng như mình thấy cũng như cái cảnh như là sợ cái nó như sáng cái mình đi ra làm cái nó mưa. Rồi cái mình lấy đó ra mình ăn nó cũng đỡ. Sợ cái vậy thôi. Chứ cái mùa mà như tháng 2, tháng 3 thì cái mùa đó là nắng là mình nằm hoài. Cái phần nhà lớn thì lúc trước Bùi Hồ có hỏi là cái phần nhà lớn thì nó khoảng từ 50 triệu trở lại, làm cái phần khung sắt ở trên á, nhà tiền chế á, tại vì nóng thì đã có sẵn rồi. Nóng là, sẵn hay có trên. Làm cái nhà thì nó khoảng 50 triệu, thì Út Dứt thì cũng đã có được một số tiền này. Cũng mong mọi người có thể chung tay Út Dứt để cho ba mẹ có một cái nơi tránh mưa tránh nắng đúng nghĩa. Bây giờ mưa tạt gió lùa, mặc dù thấy căn nhà nó cũng to vậy, nhưng mà trong này nó cũng đã mục nát hết rồi. Thấy trong buồn không? Trong buồn dán là vô hơi khao cái nó cũng gãy. Có một điều là thứ nhất nữa là có cây quạt á, có cây quạt ba ở nhà ba người mà có cây quạt mà ban ngày đem cho mẹ tối ra trong mùng không có gió mà đem vô quạt mà cây quạt tương đối dây nữa. Không biết hư cái nãy nó cho cái biết về cái kêu con cháu nó kiền là mua hai cây quạt mới cho ba mẹ, còn kiền là cái quạt đó ban ngày đem ra cho mẹ tối cái ba lặn đi lấy vô. Không có dám mua ba cây nữa, mua hai cây còn cây kia sửa xài được nó vậy. Nói chung là Út Dứt rất là dè dặt. Cũng có nhiều cô bác quý anh chị nói là giúp đỡ cho Út Dứt là một trong những cái hoàn cảnh mà cần đáng giúp nhất. Tại thứ nhất là thiếu thảo nè, hay là khó tìm được người giống như Út Dứt. Hôm trước thì cũng có ghé qua, cũng có thăm ông cụ, và cụ cũng có thay mặt cho chú Kevin á, Kevin Trần ở Mỹ á, thì hỗ trợ dầu. Tuy nhiên thì hôm nay thì hỏi ông cụ, ông cụ nó hết rồi mà cụ không biết sử dụng. Không, bà không biết. Bữa đó cái cha ông sớt qua bà con trai đó. Sáng là cái bà đổ thôi, trống phọc không còn miếng nào, cái bà nóng, bà đang bà nóng cái quần á. Rồi mình biết bà đổ rồi. Bởi mình sợ cái bà nóng có bà ruột mình bà thôi. Bây giờ nè, hôm nay thay mặt cho chú Kevin Trần gửi cho ông Nhất, gia đình ông Nhất ba chai dầu, cho ông cụ một chai. Ông Nhất một chai, còn lại một chai giữ lại đừng cho bà cụ nóng không biết sử dụng nữa. Rồi với lại salon bát là cho ông cụ dán nhức mỏi ha. Đây là phần quà của chú Kevin Trần. Rất cảm ơn chú Nhân Trần rất là nhiều. Chú Kevin Trần
chú Ken Nguyên Trần với các chú ở Mỹ rất là nhiều. Nói chung là tất cả các mình bây giờ đang hướng về gia đình của Úc Nhất á, thì cũng mong rằng là Úc Nhất luôn giữ gìn cái sức khỏe, làm đừng có cố quá, lỡ một mai mà lỡ bệnh là cũng khó không ai chăm sóc. Không mà hả, không làm thì sao được, cũng phải đi làm cậy đi. Cũng như thì mình nói cũng như cuộc sống như tới đâu hay tới đó, mình gắng làm mình giữ cái máu, sợ cũng như mình là làm biến cái người ta không kêu cái chết, bởi vì kêu băng hơi băng ly ấy gì cũng phải đi làm nhổ. Chắc ông Nhất đi làm chắc ta thương lắm hả? Không, mấy anh thương lắm, làm chung gì với mấy anh thương lắm, làm gì là người ta lãnh với mình màng. Không có lãnh công đúng không? Ừ, mình màng vậy đó, tới giờ là mình về người ta thấy mình vậy cái người ta giới thiệu cái người này người kia lãnh máu cho mình màng, có mỗi ngày bạn cho mình ăn uống này kia vậy đó. Cho em hỏi cái công việc mà đi nhổ hành hàng ngày đó anh, hàng đêm đó, thì đêm anh về trễ nhất là mấy giờ? 9 giờ là người ta cho mình về. 9 giờ tối là người ta cho mình về, cũng như là 6 giờ rưỡi mình đi nè. Yeah. 9 giờ là người ta cho mình về nhà. Thằng này mau là mình có sức, thằng này mau mình nhậu tiếp nữa. Nhớ giữ mấy cái đồ dầu đó. Không, chứ biết vậy, cái này quý vậy. Này quý vậy. Của Mỹ. À. Thôi thì cũng thay mặt cho chú Ken Vinh Trần gửi chốt nhất, thì cũng mong là ốc nhất luôn giữ gìn sức khỏe. Đi đêm đi khuya thì cũng đem dầu ra sức để mà phòng cảm lạnh rồi. Thì cùng một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú Ken Vinh Trần đã hỗ trợ những cái phần quà cho những ông bà cụ như thế này, và chắc có lẽ là bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau ha. Bye bye. Rồi. Đó là cảm ơn gì ai tất cả mình. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với trong nước ngoài nước, cảm ơn rất là nhiều. Ai có mối cho nước lạnh nhiều. Ai có mối nhổ hành hay là ớt gì? Có mấy ông anh á, ông lạnh cái mình đi mà hàng ngày.